Ngợi khen Chúa vì trong Chúa Giêsu chúng con có thể được che kín hồn mình. Chúng con có thể nhận biết được Đức Chúa Cha. Chúng con có thể vượt qua bão tố vì lời hứa rất lớn, rất quý ở trong chính Ngài, rằng không có bất kỳ điều gì, dầu sự chết, dầu vực sâu, dầu mọi biến cố của cuộc đời này, hiện tại hay tương lai, cũng không thể phân rẽ chúng con khỏi sự yêu thương của Ngài dành cho chúng con trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng con ngợi khen Ngài, và chúng con xin Chúa cho chúng con học biết ở trong Ngài là như thế nào, với sự ca ngợi và sự ăn năn của chúng con theo đường lối của Ngài. Nên Chúa ơi, xin Chúa có mặt với chúng con trong sáng hôm nay, cho chúng con có thể hòa lòng với chính Ngài, cho chúng con có thể hiệp lòng với chính Ngài bởi sự ăn năn của mình đối với những điều không phải trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm của chúng con, hầu cho chúng con luôn giữ mình ở trong Ngài. Và ở trong Chúa đó thì xin Chúa ban ơn cho chúng con có thể ca ngợi Chúa để thấy ơn Ngài được thực hiện qua các thế hệ. Chúng con vui mừng vì sự có mặt của nhiều người trong thế hệ trẻ có mặt giữa vòng chúng con hôm nay để bày tỏ về công tác Chúa đang làm việc giữa vòng chúng con. Thì chúng con này xin Chúa cho tất cả chúng con, đặc biệt là thế hệ đi trước, sẽ sống gần với Chúa, sẽ sống trong sự ca ngợi Chúa, sẽ sống trong sự khiêm nhường hầu việc Ngài. Và trên hết, chúng con sống chung với nhau ở trong tình yêu thương mà Ngài đã dành cho chúng con trước hết. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con xin trọn dâng cho Chúa thì giờ thờ phượng này và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời chúng ta đồng ngồi. Trở về nơi xa mà đời còn khô héo,
Ngài ban mưa phước ân tuôn tràn. Giêsu đã đến để cứu chính anh và tôi. Giêsu đã đến đến với thế gian làm tan. Từ nơi tâm tôi ánh sáng Chúa soi đường con. Chúa Giêsu là người dẫn dắt tình đức Chúa đến chết thay tội lỗi con người. Giêsu đã đến để cứu chính anh và tôi. Giêsu đã đến đến với thế gian làm tan. Từ nơi tâm tôi ánh sáng Chúa soi đường con. Chúa Giêsu là người dẫn dắt tình yêu Chúa đến chết thay tội lỗi con người. Kính mời Thánh cùng theo dõi lời của Chúa được chép trong Nehemi đoạn 1, từ câu 1 cho đến câu số 11. Đây là lời của Nehemi con trai Hakalia. Vào tháng Kích Liêu, năm thứ 20, khi tôi đang ở tại kinh thành Sura, có một người trong anh em tôi tên là Hanani với vài người từ Giuđa đến. Tôi hỏi thăm họ về những người Do Thái còn sót lại, tức là những người trở về từ lưu đày và về thành Jerusalem. Họ nói với tôi rằng những người còn sống sót sau lưu đày ở lại trong tỉnh bị hoạn nạn và tủi nhục lắm, còn tường thành Jerusalem thì đổ nát và các cửa thành đã bị lửa đốt cháy. Khi nghe những tôi ngồi than khóc đau buồn mấy ngày, tôi kiêng ăn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời rằng: Lạy Jehovah, Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời vĩ đại và đáng kính sợ, là đấng giữ lời giao ước và lòng nhân từ với người nào kính mến và vâng giữ các điều răn của Ngài. Xin mắt Chúa đói thương và tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của con là đầy tớ Chúa, đang ngày đêm cầu nguyện vì dân Israel, là các đầy tớ Chúa ở trước mặt Chúa và xưng tội của chúng là con của dân Israel đã phạm với Ngài. Thật, con và tổ phụ đã phạm tội. Chúng con có làm những việc đồi bại chống lại Chúa, không vâng giữ điều răn, các quy định và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là đầy tớ Chúa. Xin Chúa nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se là đầy tớ Chúa rằng: Nếu các con phạm tội, ta sẽ làm các con tan lạc giữa các dân tộc. Còn nếu các con trở lại với ta và vâng giữ các điều răn của ta, thì dù những kẻ bị tan lạc của các con ở tận cuối trời, ta cũng sẽ chiêu tập họ về và đem họ đến nơi ta đã chọn để danh ta ngự tại đó. Họ là các đầy tớ và con dân của Chúa mà Chúa đã cứu chuộc bằng cánh tay mạnh mẽ và đầy quyền năng của Ngài. Lạy Chúa, cầu xin Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của con là đầy tớ Ngài và của các đầy tớ khác là những người vui lòng kính sợ danh Ngài. Xin Chúa làm cho con là đầy tớ Chúa hôm nay được may mắn và được ơn thương xót trước mặt người này. Lúc bấy giờ tôi làm chức dâng rượu cho vua. Yeah, cảm ơn mục sư Lynn. Xin kính chào Hội Thánh. Xin chào. hôm nay là đặc biệt, tại vì nếu mục sư Tony chia sẻ bằng tiếng Việt thì có thể Evan nên nói bằng tiếng Việt, phải không? À, đúng rồi hả? À, Hội Thánh đồng ý không? Và mục sư Lynn bằng tiếng Đức á? Không. Okay, không đồng ý. All right, that's okay. Then I'll just speak English. I'll stick to, you can stick to Vietnamese. Let's pray. Xin thầy cùng cầu nguyện. Heavenly Father, we give you thanks for this new day. We give you thanks for the fact that by your power the earth turns. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì quyền năng của Chúa đối với vũ trụ thế giới và buổi sáng mới của chúng con. We give you thanks for each new day that you give us. Chúng con cảm ơn Chúa về mỗi ngày mới mà Ngài ban cho chúng con.
We thank you for the life that we have in your Son Jesus Christ. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự sống chúng con có trong con Ngài là Chúa Jesus Christ. We pray that as we open your word today, you will refine our hearts. Chúng con xin Chúa cho chúng con khi suy gẫm lời Chúa hôm nay thì Chúa sẽ vận hành trong tấm lòng của chúng con. And that you may inspire us to go back out to share the love that you've given us. Và xin Chúa ban ơn cho chúng con có ơn mới sức mới của Chúa để đi ra và truyền rao tình yêu thương của Ngài. We ask this in Jesus' name. Chúng con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. In the beginning of the Bible, we find a perfect and loving God creating everything in the world. Từ đầu Kinh Thánh chúng ta thấy là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mọi loài và mọi điều trong đó. And the top of all of his creation, he creates you and I in his image. Và giữa mọi loài Chúa tạo dựng thì Chúa tạo dựng quý ông bà và tôi trong ảnh tượng của Ngài. But unfortunately, his image rebels against him. Nhưng mà dù chúng ta được tạo dựng trong ảnh tượng của Ngài thì chúng ta đã phản loạn với Đức Chúa Trời. And in rebelling, it brings death and destruction to the whole world. Và khi con người phản loạn với Đức Chúa Trời thì đem lại sự chết và sự lộn xộn khắp nơi trên thế giới. But yet in the midst of this, God gives a promise to the very first creations. Nhưng mà trong những cái lộn xộn đó thì Đức Chúa Trời đã ban lời hứa của Ngài từ đầu tiên. A promise that he'll restore everything to what it once was. Đó là lời hứa mà Đức Chúa Trời sẽ phục hồi mọi sự trở lại từ đầu. And he tells this promise to one man. Và Chúa đã ban lời hứa đó cho một người. And from this man it becomes a family. Và từ một người đó thì có một gia tộc. And from a family it becomes a whole nation. Và từ gia tộc đó thì có trở thành một quốc gia. And these would be the people of God. Và dân tộc đó là tuyển dân của Đức Chúa Trời. And he tells this people of God, follow me and you'll have a full great life. Và Chúa kêu gọi dân tộc theo Chúa đó là hãy theo Ngài để có được một đời sống phước hạnh. Try another way, it won't turn out very well. Mà nếu đi con đường khác thì kết quả sẽ không tốt. And if you resist the life that I offer, you'll only be bringing very bad things on mà yourself. Nếu các con chống cự lại những điều ta dạy dỗ thì sẽ dẫn đến hậu quả đáng buồn. So if you know the story, you know that they chose the second option. Chúng ta biết rằng dân của Chúa lại chọn con đường thứ nhì. And God allowed his holy people named Israel to be punished. Và vì vậy Chúa cho phép dân tộc của Chúa là dân Israel bị đoán phạt. They created a big temple. Họ đã xây một đền thờ lớn. It was beautiful. Rất là đẹp. It was rich. Và rất là giàu có. But the people's hearts did not worship God. Nhưng mà lòng của những người đến đó thì không thật sự thờ phượng Đức Chúa Trời. So God allowed his temple to be completely ransacked or destroyed. Và vì vậy Chúa cho phép đền thờ tại Jerusalem bị tiêu hủy. And his people were taken away. Và dân sự của Chúa bị lưu đày. And they're sitting in this evil place called Babylon. Và phải sống ở một nơi rất là gian ác là Babylon. And they sit there for 70 years. Và họ phải ở đó 70 năm. One of these people who were to carry the promise is named Nehemiah. Và một trong những người bị lưu đày đó là Nehemiah. Nehemiah is an awesome book. Quyển sách Nehemiah là một quyển sách rất là đặc biệt. Especially if you're a person who likes action. Đặc biệt ai trong chúng ta là những người thích hành động. You want to see things get done. Chúng ta muốn có nhiều việc thực hiện. Who here would say that they're a doer, somebody who likes action, wants to see things done? Nếu trong chúng ta không thích nói nhiều mà thích làm, thích thực hiện công việc thì sách Nehemiah là quyển sách như vậy. Now, it's mostly a book about a building project. Và quyển sách này thì nói nhiều đến một công trình xây dựng hay là tái xây dựng. I know that we have some contractors in our congregation. Tôi biết là trong hội thánh chúng ta có một số người làm công tác xây dựng. So that might seem really exciting for you. Hy vọng rằng ai làm công việc xây dựng thì là sẽ thích quyển sách này. But if I were to tell you, hey, let's read a story about how somebody built a gate. Nhưng mà nếu mà đọc quyển sách về cách để dựng một cái cổng, I think you would just tell me I have to go do laundry. Thì chắc không thích nghe đâu. But there's lots of swords and cool lines in this story.
Nhưng mà nếu vừa xây dựng mà vừa có cung kiếm ở trong chuyện này nữa. Nehemiah is a man of action and he stands up and says, let's do it. Let's win back the city of Jerusalem, our holy city. Let's do it for our people. Vậy vì vậy khi có tất cả điều này thì câu chuyện hấp dẫn hơn, và Nehemiah là nhân vật đó. Ông đã kêu gọi mọi người đứng lên để phải chiến đấu để mới có thể xây dựng lại được. You have to do it with some feeling. Yeah. Yeah, all right. That was good. It's deep feeling. It's a deep feeling. But before Nehemiah does any of this, nhưng mà trước khi Nehemiah làm được tất cả những công trình đó, he sits down and he prays. Thì người này đã ngồi xuống và cầu nguyện. Nehemiah has never been to Jerusalem. Nehemiah chưa bao giờ biết được Jerusalem là thành phố nào. He's a second or third generation Israelite. Tại vì ông đã bị lưu đày thế hệ thứ nhì hay thứ ba. He's heard about this place all of his life from his grandparents. Có thể nghe ông bà cha mẹ nói về thủ đô Jerusalem, nhưng mà người này không có cụ thể trực tiếp biết được thành phố này. But he still cared very, very deeply for this place and this people. Nhưng mà lòng của Nehemiah thì rất là quan tâm, lo lắng cho thành phố đó và người dân sống trong thành phố đó. While I think it's good to pray for your people and your country and your place of origin, và vì vậy chúng ta biết rằng cái việc mà cầu nguyện cho dân tộc của mình, cho quê hương trước đây của chúng ta là điều rất là tốt. I want to note something about Nehemiah's prayer. Nhưng mà cái nội dung của lời cầu nguyện này rất là đặc biệt. What burdened, what distressed Nehemiah so badly that he couldn't even go to work for days? Tại sao Nehemiah có một cái gánh nặng mà đến nỗi nhiều ngày người này không có thể làm được công việc gì mà phải cầu nguyện? The thing that stopped him from eating. Đây là một cái gánh nặng khiến cho người này không còn phải kiêng ăn. Was not alone that his culture was being forgotten. Đó không phải là tại vì tương lai của mình bị lãng quên. It wasn't that his language was being forgotten. Đó không phải là tại vì anh đã quên ngôn ngữ của mình xưa kia. It's that the name of his God was being forgotten. Nhưng mà Nehemiah buồn vì danh của Đức Chúa Trời bị xúc phạm. He knew that God's name was not being honored in that place. Nehemiah biết rằng danh của Đức Chúa Trời không có được tôn cao ở quê hương của anh. And so his first thing to think to do is to pray. Vì vậy điều đầu tiên Nehemiah làm là cầu nguyện. So what does he pray? Nehemiah cầu nguyện điều gì? Says verses 5 and 6, he begins his prayer by saying, Lord, the God of heaven, the great and awesome God who keeps his covenant with those who love him and keep his commandments. Nehemiah cầu nguyện trong câu 5 câu 6 rằng lại Jehovah Đức Chúa Trời của các tầng trời là Đức Chúa Trời vĩ đại và đáng kính sợ. Let your ear be attentive and your eyes be open to hear the prayer of your servant who is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. Xin mắt Chúa đoái thương và tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của con là đầy tớ ở trước mặt Chúa và xưng các tội của chúng con là dân Israel đã phạm với Ngài. Now, I don't know about you, but I know when I hear of something that needs to be done, my first thought isn't to just sit down and think of how great God is. Tôi thấy đây là không phải là phản ứng tự nhiên của tôi khi muốn làm chuyện gì thì bắt đầu ngồi xuống và nhớ lại về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. When I'm with the youth ministry, I like to organize things right away and say, okay, you do this, and can you come and bring that, and can you call this person? Đối với tôi khi làm việc với các em trẻ đó, thì tôi muốn tổ chức, tôi muốn là em này làm chuyện này, em kia làm chuyện kia. And who's gonna cook? Rồi ai sẽ nấu cho các em ăn? Is that what Nehemiah does? Nhưng mà đó không phải là công việc mà Nehemiah làm. No, he doesn't. And I'm corrected quite often by one of the youngest of the youth ministry. Và đôi khi chính tôi lại được sửa lưng bởi một người rất là trẻ trong nhóm thanh niên. They stop and say, but an Evan, shouldn't we pray before we go and do these things? Mấy em nói là Evan ơi, mà trước khi mình làm giờ mình cầu nguyện nha. I have a degree in ministry. Tôi có bằng cấp ở trong sự hầu việc Chúa. And I forget to do this very thing. Nhưng mà tôi quên cái vụ cầu nguyện đi. What do our prayers normally look like when we do think to pray first?
Nhưng mà khi chúng ta nhớ đến sự cầu nguyện thì chúng ta cầu nguyện chuyện gì? Oh God, help me. Chúa ơi, xin giúp con. Please send money. Chúa ơi, xin cho con có tiền tại vì con thiếu tiền. Please send people. Chúa ơi, xin gửi đến người tại vì con thiếu người. Also, you're awesome. Và Chúa cũng là đấng tuyệt vời. Okay, thank you. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Or we somehow think that if I do it, I'll put the plan together and then just say, okay, now God, bless this, my plan. Hay là chúng ta sắp xếp hết rồi, chúng ta nói rằng, Chúa ơi, đây là kế hoạch của con, xin Chúa chúc phước cho kế hoạch của con. And both are wrong. Mà cả hai thái độ đó đều sai. We forget the step of glorifying God for who He is. Chúng ta quên đi bước đầu tiên là chúng ta phải tôn cao Đức Chúa Trời trong sự vĩ đại của Ngài. Nehemiah is not simply buttering up to God or trying to say some nice words to get Him to do what He wants. Nehemiah không phải đến với Chúa để nói nịnh Chúa, xin Chúa làm chuyện gì. He's very concerned with how God is being glorified and honored. Nhưng mà lòng của ông thì rất là mong muốn danh Đức Chúa Trời được tôn cao. He sees that God is much bigger than the situation in front of him. Và Nehemiah biết rằng Đức Chúa Trời của ông vĩ đại hơn là cái khó khăn mà ông phải gặp trong hiện tại. So, here's what a lot of your children like to do. I know because I have them in youth ministry. Đây là chuyện mà con cháu quý vị thường làm. Tôi biết là tại vì tôi làm việc với các em một thời gian rồi. This is a secret, so don't tell them that I told you. Đây là cái chuyện bí mật, cho nên đừng có nói là tôi nói chuyện này. They'll say, "An Evan, my parents said I can't do this." An Evan ơi, ba mẹ nói với con là con không được làm chuyện này. I said, "Okay," and they will tell me, "But I think if I just tell them some nice things at the right time, they'll let me do it." Mà anh Evan ơi, có phải là giống như giờ mình nói ngọt với cha mẹ thì cha mẹ cho mình làm không? Mẹ ơi, I got an A in my test today. Ba ơi, con hôm nay làm thi được điểm A. Can I go now? Giờ con đi được không, thưa ba? Now we all do that. Tất cả chúng ta đều làm như vậy phải không? But unfortunately, sometimes we do that in our prayers too. Mà đôi khi chúng ta, đối với Chúa chúng ta cũng làm giống giống vậy. That is not what Nehemiah was doing. Nhưng mà đó không phải là chuyện cách Nehemiah làm. He saw much bigger of his God. Nhưng mà ông nhìn thấy Đức Chúa Trời là đấng lớn hơn nhiều. And we know that because the very next thing that he does. Chúng ta biết được chuyện đó tại vì chuyện thứ nhì kế tiếp ông làm. He begins to confess to God all of his wrongdoings. Ông bắt đầu xưng tội với Chúa những lỗi lầm của chính mình. Now I guarantee if your kids did that with you, they wouldn't get their way. Tôi nghĩ rằng nếu mà con của quý vị mà xưng tội á, mà quý vị nghe nhiều quá chắc quý vị không có cho nó làm cái chuyện nó muốn đâu. And he does it on three levels. Nhưng mà Nehemiah tại đây thì làm ba cấp độ khác nhau. In verse 6 through 9, he confesses the sins nationally, in his family and individually. Ở trong những câu kinh thánh này chúng ta thấy rằng ông xưng tội cho dân tộc, cho gia tộc và cho chính ông. We've seen this before from people like Moses. Chúng ta thấy Môi-se đã làm chuyện này trước đây. Who's prayed over the people? Đó là cầu nguyện cho dân tộc. We see this in people like Job. Chúng ta biết những người giống như ông Job cũng vậy. Who prayed for his family? Cầu nguyện cho gia đình của mình. And we see this from you and I and even Jesus who prayed just for himself. Và chúng ta cũng thấy rằng Chúa Giêsu cũng cầu nguyện như vậy. There are many things that we could pray for nationally. Chúng ta có rất là nhiều điều có thể cầu nguyện cho dân tộc. When we get together, we do say, let's pray for this country or let's pray for another country. Khi chúng ta gom lại với nhau và nói rằng chúng ta hãy cầu nguyện cho dân tộc này, dân tộc kia. Do we pray first for God's name to be honored in that place? Nhưng mà chúng ta phải nhớ để cầu nguyện cho danh Chúa được cả sáng cho dân tộc đó. And secondly, do we pray to confess the sins of those places? Và thứ nhì, chúng ta có cầu nguyện xưng tội lỗi đã làm ra bởi dân tộc đó hay không? I believe that it is in America's interest that the church prays for things like racism. Tôi nghĩ rằng against ở Mỹ things like racism. Thì chúng ta phải cầu nguyện cho cái việc mà thái độ phân biệt chủng tộc it ở dưới nước Mỹ. Very deep in our culture and not like God at all. Là tại vì cái chuyện đó là những chuyện nó ăn sâu trong suy nghĩ của dân tộc Mỹ và điều đó không có hợp với ý của Chúa.
There are things in our families, addictions, abuse, lies. Có nhiều chuyện trong gia đình của chúng ta, nghiện rượu, nghiện thuốc, nói dối. That we frequently don't confess to God. Là những chuyện mà chúng ta lại thiếu sự xưng tội đối với Chúa. And finally, it would be easy for us to say, God, I'm in this situation because of my past. Và có nhiều lúc chúng ta đổ thừa chúng ta, Chúa ơi, sở dĩ con như vậy là tại vì con phải trải qua trong cái quá khứ như vậy đó. It's because of my people that I'm like this. Tại vì những cái người trước con ảnh hưởng con như vậy, tại dân tộc con mới có tánh như vậy. It's because of the influence of this nation that I feel this way. Là tại vì con bị ảnh hưởng bởi cái dân tộc của con cho nên con mới hành xử như vậy. But we see Nehemiah say, no, I'm taking responsibility for this as well. Nhưng mà Nehemiah nói rằng lại Chúa, con chịu trách nhiệm về điều này trước mặt Chúa. That I haven't honored your name to the fullest. Là con chưa có làm sáng danh Chúa ở trong cuộc đời của con. But again, he remembers the promise that God gave from the beginning. Nhưng mà sau đó thì ông vẫn nhớ đến lời hứa mà Chúa đã dành cho tuyển dân của Chúa từ đầu. Says the nation is not right. Là các dân tộc có thể làm nhiều điều sai. My family's heart is not right. Là tấm lòng của gia tộc con có thể đi sai. My heart is not right. Tấm lòng của con cũng có thể đi sai. But God, you are right. Nhưng mà Chúa ơi, Ngài là đấng đúng, Ngài là đấng công chính. And I trust your promise. Và con tin cậy vào lời hứa của Ngài. Finally, he makes his request. Và cuối cùng sau những điều đó thì Nehemi mới nói lời cầu xin Chúa. I think we skip over something very important at the very end of verse 11. Có thể chúng ta thường bỏ qua một cái điều ở trong cuối câu 11. It says that he was the cupbearer of the king. Tại đây nói rằng ông bây giờ Nehemi làm chức dâng rượu cho vua. This is a place of high position. Quan tửu chánh là một tước vị cao trong triều đình lúc đó. He was able to be very close to the king. Và ở vị trí của ông có thể rất là gần ông vua. He had a lot of trust of the king. Có được sự tin cậy của ông vua. He could have easily just skipped praying and just gone straight to the king. Và ông nghĩ rằng ông có thể quên đi chuyện cầu nguyện, tới nói với cái vị vua là người có thế lực mà gần gũi với mình. And how often do we do that? Trusting in ourselves and our own abilities. Và chúng ta thường làm như vậy là chúng ta tin cậy vào khả năng của mình, về sự quen biết của mình. I have a high degree. Vào bằng cấp của mình. I have money. Vào tiền bạc của mình. I have influence. Vào ảnh hưởng của mình. Why can't I just do it without God? Tại sao chúng ta không làm mà không cần cầu nguyện? But God is actually very eager to show the world how great he is. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ danh của Ngài cho con người. And he will even use the least to prove how great he is. Và Ngài sẵn sàng dùng những người nhỏ nhất để làm công việc của Ngài. Because he doesn't want our trust to be in these degrees, in this money, in our family origin. Tại vì Chúa không muốn con dân của Chúa nhờ cậy chính mình và những thế lực của con người, mà muốn con dân của Chúa nhờ cậy chính Ngài. He wants it to be in his promise. Ngài muốn chúng ta tin cậy lời hứa của Ngài. Now we're not able to accomplish any of this without the power of Christ. Và là con dân của Chúa, chúng ta biết rằng chúng ta không thể làm điều gì nếu không có quyền năng của Đấng Christ. When we don't truly know Christ in our hearts, we start to rely only on ourselves. Khi chúng ta không rõ về Chúa thì chúng ta sẽ bắt đầu làm mọi sự theo sức của mình. And you end up working over and over again. Và chúng ta cứ mượn sức mình làm hết chuyện này tới chuyện kia. Trying to do it yourself, believing that God can't really do anything. Và nghĩ rằng thật ra chỉ có mình mới làm chuyện này chuyện kia thôi, chứ Chúa đâu có làm được việc gì. That maybe he won't hear my prayer. Và có thể Chúa cũng đâu có nghe được lời cầu nguyện của mình. And after a while you become tired because Và sau changes. Một thời gian làm như vậy thì chúng ta đuối sức. But that is not what the life that's not the life that Jesus meant for you to have. Nhưng mà đó không phải là đời sống mà Chúa Giêsu muốn chúng ta có. Jesus died to trade places with us who are tired. Chúa Giêsu đã chịu chết để đổi chỗ cho chúng ta với có một mục đích, so that he can begin working in our lives. Để rồi Ngài có thể làm việc trong cuộc đời của chúng ta. So that he can make us into now his holy people.
để Ngài có thể biến chúng ta trở thành dân tộc thánh của Ngài. The bearers of his promise. Và mang lấy lời hứa của Ngài. For God's name. Vì cớ danh của Ngài. When we look at our church community, how do we line up with Jesus? Khi chúng ta nhìn xung quanh cộng đồng hội thánh của chúng ta, thì chúng ta đã làm theo ý muốn của Chúa được bao nhiêu? Do we rely on personalities or programs? Chúng ta có dựa vào người giỏi này, người giỏi kia hay là những chương trình của chúng ta hay không? Or do we trust in the Holy Spirit and the Scriptures? Hay là chúng ta tin cậy nơi Đức Thánh Linh và công việc làm của Ngài? It's our duty to see God's name honored and it can only be done through His Spirit. Chúng ta biết rằng để danh Chúa được cả sáng thì chúng ta phải làm việc với sức của Thánh Linh Chúa. So my only prayer for us today is that we come before God in prayer. Cho nên tôi xin Chúa cho tất cả chúng ta đều đến với Chúa trong sự cầu nguyện hôm nay. That despite any situation that might happen. Dù chuyện gì có thể đang xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. That we stop first in our hearts and pray. Là chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải ngưng lại và cầu nguyện trước tiên. Now of course if your house is on fire then please pray on the way out of the house, okay? Dĩ nhiên nếu mà nhà đang cháy nhà đó thì vừa chạy ra vừa cầu nguyện cũng được. We recognize that God is in control of all things. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời tể trị mọi sự. And we align ourselves with God's promise. Và chúng ta gắn mình, sửa mình theo ý muốn của Chúa. And then we simply ask. Và sau đó chúng ta sẽ xin Chúa. Let's do that now. Let's bow our heads. Giờ chúng ta xin dành thời giờ này để cầu nguyện. Father, God, you are great. Kính lạy Chúa, Ngài là đấng vĩ đại lớn lao. You are greater than the worries and troubles of this life. Chúa là đấng cao cả, lớn hơn tất cả những khó khăn mà chúng con phải đối diện ngày hôm nay. Lord, forgive our community. Chúa ơi, xin tha thứ cho cộng đồng của chúng con. Forgive our families. Xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của gia đình chúng con. And forgive us. Và xin Chúa tha thứ cho chính chúng con. For we are broken and we frequently forget about your promise. Tại vì đời sống của chúng con đổ vỡ và chúng con thường quên đi lời hứa của Ngài. But God help us to remember that you are great. Chúa ơi, xin nhắc nhở chúng con rằng Ngài là đấng cao cả. That your promises are true. Và lời hứa của Chúa lúc nào cũng thành tín. And help us speak that to the world around us who needs to hear it. Và xin Chúa cho chúng con có thể bày tỏ điều đó cho thế giới xung quanh. We ask this in Jesus' name. Chúng con cầu nguyện điều này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Xin cảm ơn Hội Thánh.